Địa chỉ hay là bạn Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì như các bạn thấy ở đây mình có một cái chiếc đầu phát Hebra Q1 cùng một cái chiếc remote với tên gọi là AirSmile. Thì ở cái video clip ngày hôm nay mình không nói đến cái chiếc đầu phát Hebra Q1 nữa, mà mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái chiếc remote mang tên AirSmile này. Vậy thì cái chiếc remote AirSmile này có tác dụng như thế nào, hình dáng của nó là sao và hoạt động của nó có tốt hay không và như thế nào, thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn ở trong video clip ngày hôm nay. Thì trên tay mình đó là cái chiếc remote AirSmile được đóng gói khá là gọn gàng và năng động. Thì theo nhà sản xuất Interbohab thì cái chiếc remote AirSmile này có thể hoạt động tốt trên những cái thiết bị có nền tảng Android, Windows, macOS hay là Linux. Đấy. Thì mặt trước của cái bảo hộp bạn có thấy được cái sơ qua về cái hình dáng của cái chiếc remote AirSmile này. Nó bao gồm những cái phím số, phím điều hướng cơ bản, phím tắt khi mà chơi media đó, rất nhiều, cùng một cái USB wireless 2.4G ở đây. Thì cái USB này với tác dụng là giúp cho cái chiếc remote này có thể kết nối và hoạt động với những cái thiết bị đầu phát cơ bản qua những cái cổng USB. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp với chiếc remote AirSmile này, xem bên trong của nó bao gồm những cái thành phần gì và cái hình dáng của chiếc remote AirSmile này là sao. Thì với những cái chiếc remote truyền thống cơ bản thì cái việc điều khiển của bạn cũng có thể đáp ứng được. Tuy nhiên nó không linh động bằng những cái remote chẳng hạn như AirSmile này. Thì với sự hiện diện của chiếc remote AirSmile này thì cái việc điều khiển hoạt động với những chiếc đầu phát sẽ được nhanh hơn, gọn gàng hơn, năng động hơn rất là nhiều. Thì như có thấy ở đây mình có một cái giấy hướng dẫn sử dụng cũng như là các phím chức năng cơ bản trên cái chiếc remote AirSmile này. Nó được làm bằng tiếng Anh cũng như là tiếng Tàu, Trung Quốc. Thứ hai là mình có một cái USB wireless này. Thì cái USB wireless này giúp cho cái chiếc remote này có thể kết nối và hoạt động được với những cái thiết bị đầu phát thông qua cổng USB trên những cái thiết bị đầu phát. Và đây là cái sản phẩm chính của chúng ta, đó là cái chiếc remote AirSmile. Thì mặt trước của chiếc remote AirSmile này thì nó cũng giống như những chiếc remote cơ bản thông thường khác. Nó bao gồm những cái phím số, những cái phím điều hướng cơ bản, những phím bấm chọn hay những cái phím tắt khi mà chơi media. Ngoài ra nó còn có một cái phím tắt nhanh âm thanh, tắt mở nhanh âm thanh, cũng như là cái phím tắt mở nhanh cái con rõ chuột. Thì cái điểm đặc biệt trên cái chiếc remote này đó là cái con rõ chuột nó sẽ di chuyển theo cái động tác lắc tay của chúng ta, chứ không phải là di chuyển theo cái việc điều hướng cơ bản trên những cái phím điều hướng này đó. Thì mặt sau của cái chiếc remote này cũng khá là đặc biệt. Mặt sau nó được trang bị một cái bàn phím QWERTY mini rất là độc đáo ở đây đó. Thì cái bàn phím này giúp chúng ta nhanh chóng hơn trong việc nhập liệu khi mà sử dụng để duyệt web. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành gắn cái USB wireless này vào cái cổng USB của cái chiếc đầu phát. Thì ở đây mình sử dụng cái chiếc đầu phát Hebra Q14 để xem coi cái tính năng hoạt động của cái chiếc remote này như thế nào. Rồi, mình sẽ quay lại các bạn sau. Rồi, thì sau khi kết nối thì bạn có thể sử dụng ngay cái remote này. Cái việc kết nối cũng rất là đơn giản, bạn chỉ cần cắm cái USB wireless vào cái cổng USB trên cái chiếc đầu phát của bạn là bạn có thể kết nối và sử dụng cái chiếc remote này. Thì chúng ta sẽ bật tắt mở cái con rõ chuột ở cái nút này. Thì như mình đã nói thì cái con rõ chuột nó sẽ di chuyển theo cái động tác lắc tay của chúng ta, chứ không phải di chuyển theo cái việc điều hướng trên những phím điều hướng cơ bản trên những cái remote truyền thống nữa đó. Thì có thể khi bạn mới sử dụng cái chiếc remote này bạn sẽ cảm thấy nó rất là khó chịu bởi vì nó rất là nhạy. Tuy nhiên là khi sử dụng lâu rồi thì bạn sẽ thấy được cái sự linh động cũng như là cái sự tiện dụng của cái chiếc remote này đó. Thì bạn có thể chọn những cái icon bằng cách di chuyển cái con rõ chuột đến những cái icon cần chọn và sau đó là bấm OK đó. Hoặc là bạn có thể sử dụng những cái phím điều hướng cơ bản để di chuyển và chọn những cái icon thích hợp bằng những cái phím điều hướng cơ bản này và sau đó bấm OK cũng được đó. Đây.
Thì ở mặt sau của cái chiếc remote này đó là cái bàn phím thu nhỏ, một cái bàn phím QWERTY thu nhỏ. Đây là cái bàn phím rất là tiện dụng, giúp cho bạn dễ dàng hơn trong cái việc nhập liệu khi sử dụng để duyệt web, hay là nhập liệu văn bản, hay là nhập liệu trên những cái ứng dụng mà bạn đang sử dụng trên chiếc đầu máy của bạn. Thì bây giờ mình sẽ thử cái tính năng nhập liệu của cái bàn phím này coi nó như thế nào. Thì những cái nút bấm này rất là êm ái và có độ nảy rất là tốt. Thì mình sẽ vào một cái trình duyệt web, sau đó mình sẽ nhập một cái địa chỉ web chẳng hạn. Thì cái bàn phím này giúp bạn có thể nhanh chóng hơn trong cái việc nhập liệu, thay vì phải dời những cái phím điều hướng các bạn đi chọn từng chữ cái trên cái remote truyền thống. Thì sau khi nhập thì mình bấm enter thì cái Notepad sẽ thực hiện lệnh tìm kiếm cũng như là đi đến cái địa chỉ trang web của chúng ta cần tìm. Đấy. Thì cái chiếc remote này sử dụng 2 pin 2A, rất là tiện dụng ở đây. Thì ngoài ra cái chiếc remote này còn có nhiều những cái tính năng thú vị khác cho bạn trải nghiệm. Thì trên thị trường cái chiếc remote AMO này có giá bán là khoảng 500 đến 600 ngàn. Thì bạn có thể mua về để sử dụng kết hợp với cái chiếc đầu phát của bạn để giúp cho cái việc thao tác điều khiển trên cái chiếc đầu phát của bạn được dễ dàng và tiện lợi hơn. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn. I just wanna show you.